Ngày 7 tháng 4, Tiểu đoàn 17 Lữ đoàn 550 Quân đoàn 4 đã tổ chức buổi gặp mặt tiếp đón lãnh đạo địa phương và thân nhân chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024. Đây là dịp nhằm giúp cho lãnh đạo địa phương và gia đình thân nhân chiến sĩ mới nắm được tình hình thực tế nơi ăn ở, môi trường học tập, công tác, rèn luyện của chiến sĩ mới tại Lữ đoàn. Tại đơn vị, lãnh đạo địa phương và thân nhân chiến sĩ mới được tham gia thực hiện một số hoạt động thường nhật về cách sinh hoạt, học tập, rèn luyện của con em mình, cùng dùng bữa cơm chiến sĩ trong không khí đầm ấm vui tươi, từ đó thắt chặt thêm mối liên hệ mật thiết giữa địa phương, gia đình và đơn vị trong việc giáo dục, động viên, chia sẻ giúp đỡ con em mình trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trải qua hơn một tháng huấn luyện với sự giúp đỡ của đơn vị, sự nỗ lực của bản thân cùng với những tình cảm, sự động viên của gia đình, các chiến sĩ mới là thanh niên huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, tác phong chững chạc và trưởng thành rõ rệt, nhận thức tốt về trách nhiệm, nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ. Nhiều chiến sĩ hoàn thành xuất sắc các nội dung huấn luyện và nâng cao thể lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.